bệnh trên cây nho. Hiện tại thì đang có một vài cây có bệnh. Đây, lốm đốm vàng từ bên mặt dưới. Đây, đốm vàng thì bên mặt dưới lá. Sau đó thì cành của cây còm. Cành cây còm lại, hầu như không phát triển. À, cành non gần như là có cái mạch nhỉ, cành non có cái mạch rồi ấy. Nó kiểu như là nó khô lại nhỉ, nó tóp lại, nó tóp lại như thế này. À, lá nhiều cái vết đốm, đốm bây giờ lại vàng, nó giòn rồi nhỉ. Cũng khá nhiều cây bị đấy. Đây, tìm một cây điển hình. Đây. Cái ngọn của nho bây giờ đáng ra nó phải rất là mập. Đây, ngọn rất là mập nhưng mà hầu hết là bị tóp lại. Cái cành của cây nho. Đó. Cành nó khẳng khiu không mập này, nó hiện tượng hóa gỗ rồi. Phá gỗ sớm, cành không mập. Ở đây có mấy chục cây điển hình, cây này nặng nhất. Để so sánh với một cây không bị bệnh này. Bạn thấy không? Cây này, đây là cây không bị bệnh đây. Ngọn của nó rất là mập, xanh, màu xanh non. Đây, ví dụ như là cái cành này, cái ngọn của nó rất là mập, cái chồi của nó, chồi nách của nó rất là mập. Đấy. Cả cái cành của nó thì còn sức sống, màu xanh. Nhưng mà cây này cũng đang có dấu hiệu là bị bệnh. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Mộc xương. Bệnh mộc xương. Để mình đây, phần này cái lá này cũng có dấu hiệu của bị mốc xương, nó vàng vàng cái vùng này, vàng vàng đó, bên dưới cũng dấu hiệu của cái tổ hợp mốc xương. Ở đây thì nó do nó gần với lại nhà kính của mình. Đây, ở đây nó rất gần với lại khu cái rìa ngoài của nhà kính. Đây là cái lưới đi lấy chắn côn trùng thôi, lấy chắn côn trùng thôi, nên nước mưa vẫn bắn vào. Có thể là cái nguồn bệnh nó bị ảnh hưởng của trời mưa. Đây. Bên kia là ông nông dân đang nghiên cứu bệnh. À, các bạn có thể thấy rõ lá bị bệnh nặng, nó gầy, cái rìa lá nhọn. Những cây mà nó bị bệnh nhẹ hơn thì rìa lá nó mập hơn, lá nó tròn trĩnh bầu bĩnh hơn. Còn cây này bị bệnh cùng kích thước lá nhưng mà lá, bạn thấy răng cưa rất sắc, lá hẹp. Nó đây là một loại bệnh đấy, dưới ánh nắng mặt trời cho mọi người đang nhìn thấy.
Rồi. Lá này rất rõ. Bệnh này làm cho cái ngọn của cây nho khá bé. Này. Nó ăn mòn dinh dưỡng cây, làm cho cái ngọn của cây nho rất bé. Nho của mình là cây nho đen. Cũng kỳ công đấy, cái này chăm cây này đến đây là tháng thứ 5 rồi. Đấy. Còn cây này là cây tháng thứ 3 của mình này. Đang lên rất xanh mơn mởn. Anh Nam ơi, đây sang bên này mấy cây non này cũng bị này. Một cây non này này. Đây, cây non cũng đang bị bệnh. Mà bệnh giống hệt bên kia. Nè, những đốm màu vàng xuất hiện. Giòn đi dưới tác động của ánh nắng. Đây mấy cây non này bị nhưng mà nó vẫn còn đang bị nhẹ. Nó đang ở cành cành dưới thôi. Ở bên kia đây. Cây vệt kia kìa. Đây vệt đây nó cũng đang bị theo vệt đấy. Đây cây này chắc là phải xử lý luôn rồi. Đây. Nó được đi cục ngọn. Nó làm như thế này. Chúng ta sẽ xem rõ hơn nhé. Làm chơi chảy mỏng. Chuẩn bị xử lý cây này rồi. Nếu mà nó leo lên những cái lá này là coi đây những cái lá này nó cũng đang có dấu hiệu này. Đây lá này nó cháy rồi, lá này chưa cháy này. Cái này là chưa cháy. Nhưng mà nó đang có dấu hiệu là đây mình theo dõi lá này nhá. Ví dụ mình đang theo dõi cành này, cây này là cây ở đây này, hàng thứ 3 nhá. Cây cột này, thử xem ngày mai cái lá này nó có diễn biến gì không. Nhỉ, nhìn nó trong hơn mà. Nhưng mà sương mai ở đây nó biểu hiện lạ nhỉ. Mà nó không thành cái tổ hợp bệnh, nó dày, nó thành tổ hợp luôn. Đây, ví dụ như mình sẽ theo dõi cái lá này, nó cũng xuất hiện những cái đốm này. Đốm đây này, đó. Cái chỗ này thì vết bệnh là chính xác rồi, đây này. Nhưng mà là mình sẽ theo dõi cái lá lon này. Quay luôn. Để up lên YouTube chia sẻ với bà con. Không phải là ai cũng giống ai cả. Mình tí mình theo dõi cái cây này để buộc lại theo dõi cây này xem tình hình nó sẽ đi đâu. Mình sẽ buộc đánh dấu cái lá này lại để theo dõi xem bệnh diễn tiến như nào. Đó. Buộc cái lá này lại xem là cái diễn tiến của cái bệnh này sẽ diễn tiến như nào. Tại vì bây giờ vết bệnh nó khá là mờ nhạt. Tuy nhiên cái lá dưới của nó thì đã bị bệnh rồi, chắc chắn rồi. Còn lá trên của nó thì đang mờ mờ xuất hiện những cái tổ hợp. Mình sẽ kiểm tra theo ngày. Những cái vết trắng này thì là vết phun rồi nhỉ. Nhỉ. Này. Vết trắng này đây. Trắng thì thuốc rồi. Đây mà cái mốc xương này không giống như trên kia. Đây, những cái đốm như này thì nó đúng rồi. Đây. Đốm này thì nó đúng là mốc xương. Đây. Không màu kiểu nào, chuyện kiểu nào. Đấy. Nhưng mà ở đây nó lại mốc kiểu khác. Nó, anh có giờ thấy nó giống mốc trên cây dâu không? Giống cây dưa đốm vòng trên dâu ấy. Ừ, đó, thằng này gần. Nhưng mà nó trên dâu nó không có đốm to như thế này. Ừ. Trên dâu nó chỉ có cái đốm nó bé bé như thế này. Để tí rồi đây. Đấy. Nhưng mà đây thì nó lại no như thế này.
Có thể là do diện tích của cái lá dâu là to, à lá nhỏ là to, nhưng mà rất giống như bị đốm trên trên. Chứ còn nếu mà nhìn mặt như này, mặt như này thì đúng là thằng này này có hiện tượng của sương mai. Hay là sương mai ở đây trong này nóng quá, nó không, nó có bệnh nhưng mà nó không phát triển được do trong này nó nóng quá. Cũng có thể. Cái thằng kia thì đây như thằng này. À, nhìn mặt dưới này thì lốp cái máy nữa Cứ để đấy, để chỗ giàn nho thôi. để chú cái để chú dàn nho đấy Ai lộn dàn chanh à, leo. chanh chanh leo ấy. Mai sửa, để mai sửa. Mang mang chỗ đấy xong rồi để chắc là mai phải sửa qua lại tí đã. Nhưng anh làm cái này ví dụ như cái vết như này là vết bệnh như đây này, cái đốm từng đốm nhỏ nhỏ đây, phun thuốc này là cái này, nhưng còn đây là vết gì nhỉ? Yeah.